Đây mình gặp mấy chị đẹp đang đang chụp hình nè mọi người, ai cũng đẹp hết ha. Đến cuối năm 1954, miếu được tái thiết lại lần hai và ban quản trị đặt tên mới là Sa Tân Miếu Kỳ Thánh Thủy Long Cung. Lần trùng tu gần đây nhất là vào năm 1990 để có được diện mạo như ngày hôm nay. Cách đi miếu nổi Phú Châu rất đơn giản, xuất phát từ trung tâm thành phố, bà con di chuyển theo đường Nguyễn Thái Sơn, sau đó sẽ vào đường Trần Bá Giao. Từ đây, bà con đi thêm vài trăm mét nữa là đến bãi đậu xe để lên đò sang miếu. Hy vọng những thông tin của cảnh chùa đó đây sẽ đem lại hữu ích cho bà con khi muốn tìm một ngôi chùa bình yên an lành và hướng tâm mình về Phật Pháp. Thì đây thì mình cũng đi xuống được tới dưới chiếc đò nhỏ này cả nhà. Thì đây vài phút nữa đây thì mình sẽ thấy được miếu nổi ha. Đây thì mình đi ra tới ngoài rồi. Mình thấm tầm mắt qua tí kia tí xíu thì sẽ thấy được ngôi miếu Linh Thiêng ở giữa sông đó cả nhà. Đây, đó, trước mặt mà của chiếc đò nha. À đây. Thì như cả nhà thấy đó, chính giữa sông mà có ngôi miếu thế này mọi người cả nhà. Thì ngôi miếu rất là linh thiêng. Kiến trúc nhìn cũng khá là đẹp. Đây thì mình nhìn bên kia thì bên Gò Vấp ha cả nhà. Đó như mình thấy. Đây là tất cả mọi người. Hai cả nhà, chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ nha. Thì hôm nay thì mình cũng có đi qua giếng bên miếu nổi bên Gò Vấp ha cả nhà. Thì đây thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cả nhà một cái ngôi miếu ở giữa sông con cả nhà. Đây thì ở phía sau mình là miếu nổi ha. Thì ở đây là giữa sông nè cả nhà. Thì ở đây thì mọi người muốn đi ra được ở đây thì khoảng 7 giờ thì người ta mới có bán vé thì mình đi qua bên miếu nè mọi người. Thì đi khoảng thời gian cũng khá là xa nha, có khoảng cỡ 5 phút là mình sẽ tới được cái bên con miếu nổi này nha. Thì mời cả nhà đi tham quan với mình miếu nổi ở Gò Vấp ha. Đây. Hôm nay thì trời thì cũng không có nắng lắm cả nhà, nên hiện tại thì cũng khoảng 7:05 rồi. Thì đây thì từ cái bờ bên kia thì mình di chuyển qua đây thì bằng một cái con đò nhỏ gì nè cả nhà. Thì đây thì mình thấy có 3 chiếc cứ luân phiên với nhau vậy á. Vì hôm nay là ngày đầu tháng đó, ngày mùng 1 nữa, chứ ăn chủ nhật nữa thì mình nghĩ ở miếu này là sẽ đông người đến giếng cầu may mắn ha cả nhà. Ở đây thì nước thì trong. Thì mình đến bên miếu này mọi người thì lần đầu cái đầu tiên đập vào mặt tôi mắt mình lỏng có cặp gồng lớn ha, dưới đây cặp gồng đó rồi bằng miễn lưu miễn sạm không cả nhà. Đây thì ở đây người ta cũng đang kè cả nhà, kè ngoài sông nè đó. Thì hiện tại nó có 2 cái chiếc đò nhỏ đi qua ha. Thì ở đây cũng có khá là nhiều cô chú anh chị đem cá ra đây phóng sinh đó, nên là có khá là mấy cái thùng như thế này nè cả nhà. Đây cá nè. Thì cũng mong là nó đi xuống đây được thì được cuộc sống mới, đừng để người ta bắt. Đây thì mình qua chuyến đầu ở chuyến thứ hai rồi, giờ đây là chuyến kế nè cả nhà. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây. Đây cả nhà, đây cặp rồng ở đằng trước mà bên khu miếu ha.
đây. À, làm ốp vô bằng miễn lưu á cả nhà ha. Nghe thì mình chia sẻ ở ngoài khuôn viên miếu cho cả nhà xem, thì một tí nữa thì mình sẽ đi vô trong điện chính ha. Đây là những cái miễn, cái này là chén kiểu cả nhà, chén kiểu ngoài trước á. Vậy đây là chén nè, dưới đó này là miễn lưu miễn đồ ha. Đây thì bên đây là dán những cái mảnh chén dưới mình dĩa rồi cả nhà. Thì ở đây mình có thấy đuôi của con rồng này nó đã bị gãy nè mọi người. Thì đi dài vô bên hông đây thì mình thấy có cái hành lang rào cả nhà. Ở trên thì ngói, lỗ dưới thì có sơn màu hoa vàng vàng nè. Đây thì ở trong mình nhìn ra cái cổng chính của miếu rồi cả nhà. Với cổng khá là đẹp. Đây thì mình thấy có khá là nhiều 4-5 rồng lân ở trên cái cổng rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây thì mình quay ngược ra thì nó hơi chói nắng một tí xíu, nên là cả nhà thông cảm nha. Thì ở đây cô chú anh chị cũng để chim ở đây để phóng sanh này cả nhà, dưới cây sa la ha. Đây là trái sa la này cả nhà. Hôm nay là chủ nhật nữa nên là bây giờ mình thấy cũng có khá là nhiều cô chú anh chị đi qua đây cũng khá là nhiều rồi. Đây thì có thấy có con ba ba này cả nhà, là cá chê ha. Ở đây mình thấy cá khá nhiều nổi kìa. Thả xuống luôn. Đây chị gái cũng đang thả này cả nhà đó. Thì có bà đang một con đang nổi lên kìa. Nó có sống không ta? Không biết sống không nữa. Thì đó, em... sao nó giống chết bây giờ nó nổi lên nha. Đó. Sống hết. Đây chị gái thì đang thả con bà cũng khá là lớn này cả nhà. Đổ đại đâu có sao đâu. Cái bụm à. Đây cả nhà nè. Anh chị bên từng thùng ở đây phóng sinh cá ha. Đây cả nhà, trên cái bức tường có hình cá chép. Dán tầng là bằng chén kiểu mình ngày xưa á. Đây cả nhà. Đây anh trai đang thả ha. Thả nhẹ nhàng anh ơi.
Đây mình thấy có khá là nhiều chim bồ câu cả nhà. Thì ở dưới này mình vô bên điện dưới cả nhà, thấy đây có cái dòng chữ chữ Hán Nôm ha, nhưng mình cũng không biết đây là ghi cái gì. Cả nhà có ai biết thì comment dưới cho mình biết, như mọi người được biết chứ. Ở trong đây thì thật sự là quá đẹp mọi người. Từ trên trần nhà được dán, được dán tất cả hết là những cái mảnh sành sứ. Được dán tất cả những cái mảnh sành sứ hết nha cả nhà. Từ chén đĩa ngày xưa này kia. Này bên đây thì cũng có một cái bảng nho nhỏ chữ Hán ha. Ở đây mình thấy có khá nhiều chim bồ câu luôn cả nhà. Như đặc biệt đây là ở trong điện ha. Đây cả nhà, lâu lắm rồi mới thấy rùa ha. Đây mình di chuyển ở bên trái đi thẳng ra cả nhà. Đây là ở bên cặp điện chính luôn nè. Xe mình sẽ đi ra đằng trước. Mình chia sẻ ở trong cho cả nhà xem. Bây giờ có khá là nhiều của chú anh chị định. Thì đây gọi là phù trâu miếu cả nhà, nhưng mà thường thường quen cứ gọi là miếu nổi nha. Thì ở giữa sông cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà có những gì thiếu sót thì mình cũng mong cả nhà xem bỏ qua nha, tại vì mình cũng không có rành lắm nên mình trong vai người đi khám phá du lịch thôi cả nhà. Bây giờ thì có khá là nhiều cô chú anh chị từ bên bờ bên kia đi đò nhỏ qua bên miếu này. Thì trong đây khói khá là nhiều cả nhà. Đây thì những cái cây cột nở của bên chánh điện miếu ha, thì cũng được ốp tất cả bằng miễn sành sứ. Đây đi như mọi người thấy, đây là cái chén mình, cái kiểu mình nè, đầy đủ màu sắc luôn. Thì bên đây mình có thấy cái tượng hoàng tài, đây mình cũng có nghe mà những cái bài giảng của các sư thầy là ông tại đây ngày xưa là ông Lãi cả nhà. Từ cúc sen ha, này kia nè, cũng còn là những cái mảnh sành sứ hết. Thật sự ra đây vô đây thì mình khá là bất ngờ với kiến trúc dưới những cái mảnh sành sứ mà được ốp trên thành cổ của cả nhà. Nó quá đẹp. Như cô chú anh chị nào chưa từng đến ngôi miếu này lần nào thì cũng nên sắp xếp một thời gian nào đó thích hợp đến tham quan, cũng như là chiêm bái ở miếu này ha. Cầu may mắn cho gia đình và người thân. Mình thấy thì bây giờ cũng khá là đông người đi rồi cả nhà.
thì có bức tranh sơn thủy. Đây thì ở trong đây là điện chính luôn cả nhà. Bao công gia nữa cả nhà. Bên đây thì có ngũ hành thánh mẫu với bà chú sứ. Thì mình cũng đã đến đây rồi, thì cũng mong thì cô chú anh chị mà xem được video này cũng xin bỏ chút thời gian cũng như mà mình đến khu này, thứ nhất là đi du lịch, thứ hai nữa là để mình cầu may mắn cho gia đình với cả nhà. Thật sự kiến trúc đây là quá đẹp nữa nha. Nên thì mình thấy có khá là nhiều những cái phanh nhang lớn như này cả nhà. Ở trên trần như thế này ha. Này không biết đốt chừng nào mới tàn một. Thì đây bên hông miếu, sau miếu nè cả nhà. Nước thì xanh biếc luôn ha. Thì bên kia, bên Gò Dấp, bên bờ thì ta đang kè. Thì đây thầy đang đọc kinh đặng mà thả cá cả nhà. Đây trên kia phóng xanh này nó lẫn vãng đây nè cả nhà. Mấy con cá chép nhỏ ở cặp về bên bên hông miếu luôn. Thì đây mình có thấy cái bên kia cái xử lý nước thải rồi đó cả nhà, đưa ra ngoài thiên nhiên lại nè. Đây bên hông của cờ cầm rồng cả nhà. Đây chiếc phà này đang di chuyển qua ha. Bây giờ gần 9 giờ cả nhà. Càng ngày thì mọi người di chuyển càng đông hơn.
lên được trước, mình vô nhìn trung điện nè cả nhà. Thì có mấy người đẹp đang chụp hình. Mấy năm dương ngọc châu cấm kỳ ai gia đình lý vương quốc kỳ tạ đợi gia đình ra mình chi phan mình đoàn thị món dương đông xuân dương thị hồng hoa đi thị hồng lan leo đi lê thăm ăn xa ra đăng có cái anh này anh đi cá cho anh đi chính điện ha sáng ngăn xa ra đâm xâm ra đã xong đây à, chương trình phóng xanh vào chủ nhật đầu tháng âm lịch tháng tư đây là một cái lễ hội tế nước rất là đây thì bắt đầu mọi người đang ghi từng xô cá nhỏ này cả nhà đi phóng xanh ha quý vị nó nhảy rất là dữ trang YouTube là về thuận ngay gốc thì chúng ta đổi xem lại những cái khoảnh khắc mà chúng ta muốn xem cũng như chúng ta tận hưởng chúng ta đi du lịch đây cả nhà tại các nước trên thế giới này thì cái phóng xanh này thầy cũng sẽ đăng lên vào 3 ngày nữa sẽ được đăng lên trên bộ phận lên lắp quý vị có thể vào đó để đăng ký và tham quan. Rồi hả cảm ơn mấy chị ha. Rồi thì bây giờ thì cũng chắc video của mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Mình sẽ di chuyển về Bình Dương đây. Thì ở đây thì trước mà cổng mọi người ta đang xếp hàng đi xuống phà đi về ha.
Thì bây giờ đây thì mình cũng xin cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ha. À đây ở đằng sau này mình nè, anh trai này là ảnh cũng làm YouTube vui luôn cả nhà. Thì nếu mà ấy thì ủng hộ anh là Đăng Phước 68 ha cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Hai nữa hàng đi nè. Thì hẹn mọi người đến video tiếp theo nha. À, chào cả nhà nè. Mình xuống đây đi. À, di chuyển xuống dưới chiếc đò nhỏ nè cả nhà. Mình sẽ di chuyển về bờ bên kia. Mình sẽ tạm xa nước nổi ha. Mình hẹn lại cái thời gian mà thích hợp mình sẽ đến thăm lần gần nhất.